Lâu. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ trung gian một áo nhu tình của Khánh Nguyễn bán cho Lão Nổ anh em ơi. Alo, giao dịch áo qua anh. Mình giao dịch dùm trung gian dùm cái áo nhu tình anh em. Giao dịch áo qua anh. Em tự giao dịch qua đây. Tránh nhầm rồi. Khải trung gian áo này dùm Khánh Nguyễn với giá 55 kim nha em. 55 kim tương đối khoảng hơn 5 triệu rưỡi nè, khoảng 3 triệu rưỡi nè. 55 kim khoảng 3 triệu rưỡi, khoảng 3 triệu rưỡi nè mày. 55 kim hiện tại bây giờ thì Lão Nổ cũng đang đứng đợi tí nè mày. Chung là trung gian cái nào rõ ràng và chắc ăn cái đó chứ không phải tào lao chết nè. Khải đúng ạ nha, đúng ạ đó, cho anh em xem đúng ạ. Ok, xác nhận. Ok, đã nhận áo, đã nhận áo. Nói chung hồi giờ xưa thì Khải giao dịch trung gian khá là nhiều rồi. Bàn tiền về số tài khoản này cho Khải giá 3 triệu rưỡi nè. 029100049081 ATM Vietcombank Trần Nguyễn Duy Khải, cứ chính chủ là Khải, khỏi sợ lừa nhé. Đó. Ok, hiện tại áo Khải đang cầm anh em ơi. Hiện tại server này thì chắc nhiều anh em cũng biết đến rồi. Server này đồ rất có giá trị nè. Nói chung Khải cũng đang định mua một cái áo mà hiện tại tầm này Khải cũng chưa đủ đồ nữ nè, nên là cũng chưa muốn mua. Chứ nếu mà Khải muốn mua thì Khải mua lại thì Khánh Nguyễn cũng bán khá là rẻ cho Khải rồi. Nhưng mà tầm này cũng chưa đủ đồ nữ nên là thôi cứ từ từ. Tại giờ cũng đang sử dụng không biết nên đủ set lên đủ nguyên set đăng ban hay không này đó. Nên là cũng đang phân vân nên mua áo hay không thì thôi mình hiện tại giờ thì coi như không mua đi, để cho Lão Hổ mua. Thì Lão Hổ chuẩn bị ban tiền. Anh em đợi trong giây lát nha. Anh em xem video trung gian này thì đừng quên ủng hộ cho một like chia sẻ cho nha anh em ơi. Và cũng như anh em nào mà ở server muốn trung gian món đồ nào thì cứ PM Khải sẽ trực tiếp trung gian cho anh em. Phí thì nói chung thì cứ tầm khoảng theo số tiền ít đổ lại thôi, không có nhiều lắm. Như cái lần này thì nếu mà trung gian thì cái này ít nhất phải thì khoảng 3 kim. Thì trung gian lần này khoảng 3 kim. Đó, phí là 3 kim, khoảng 200k. Món này 3 triệu rưỡi lận nè. 3 triệu rưỡi lận, nói chung là 3 triệu rưỡi mà Khải chỉ lái khoảng 0,6% thôi. Không được 1% nha. 3 triệu rưỡi đâu, không phải không được 10% chứ, khoảng 0,6% tầm 6% chứ, tầm 6%. Phí 200k là khoảng 6%. Đưa điện thoại kìa. Phí 200k là khoảng 6%, 5%, 6% chứ không được 10%. Nếu 10% thì sẽ lấy phí 350 nè. Sẽ lấy phí 350. Mà Khải lấy phí 0,5% thôi. 0,5 0,6 thôi. Giao dịch giùm anh em. Ok. Đã nhận tiền, ra cho anh em xem nha. Đã nhận tiền 3 triệu 5. Ok. Đây. Rồi, cam rồi, đây. Đó, đã nhận tiền 3 triệu 5 nha anh em. Rồi. Đó. Đã nhận tiền 3 triệu 5. Rồi, đã. Đó. Rồi là mất tiêu rồi. Đấy, thấy chưa? Đã nhận 3 triệu 5. Ok. Rồi, đã nhận tiền. Đã nhận tiền. Giao dịch này. Bật. Giao dịch. Đó, Khải đang nói chuyện với ai thì Khải chỉ nói chuyện và chat với người đó thôi. Đó, giờ đợi nói chung là không có nhầm lẫn được. Giờ đợi người này bật giao dịch đó, Khải chuột phải này. Đó. Khải giao dịch trực tiếp trong tên luôn, không giờ sai. Đó, thấy chưa? Nó đúng ăn thôi. Còn sợ cái tình trạng là ví dụ như cũng có một ạc Lão Nổ đứng ra rồi này nọ, đứng giả tên anh em, giả tên là mình giao dịch với ông Lão Nổ sai là mình ton 3 triệu rưỡi liền em đó. đốn mạng nè. Rồi ok, chốt nha, xong nhé, cảm ơn. Ok, nói chung thì cũng đã giao dịch xong. Và bây giờ Khải sẽ chuyển tiền cho Khánh Nguyễn này mày. Xong em cho số tài khoản anh bàn tiền. Đó, cho số tài khoản bàn tiền. Xong cho số tài khoản mở bao quân đội tên luôn em. Ok, ban tiền cho Khánh Nguyễn là xong thôi. Đó, giao dịch dùm cho anh em như vậy thôi nè. Chung là hồi xưa giao dịch cũng khá là nhiều rồi. Anh em cần giao dịch cái món đồ nào, như thế nào thì quý vị em Khải. Giá thì nói chung thì giá mềm cho anh em, còn 5% trên lần giao dịch thôi nè. Chỉ giao dịch những vật phẩm đồ này nọ thôi, chứ còn Khải không giao dịch được ạc nha nè. Khải không giao dịch được ạc nha. Ạc thì anh em hãy qua order. Bên order sẽ hỗ trợ đổi mật khẩu, rồi đổi số tài khoản, rồi đôn đổi mật khẩu, đổi ID và cũng như là đổi số điện thoại chứ, đổi số điện thoại thì bên order sẽ làm. Còn bên này anh em quen biết trong bàn với lại ở server chơi khá là quen rồi, nên là anh em tin tưởng là giao dịch thôi nè. Đó. Khải Trung Gian Áo Nhu Tình. Dân áo số tài khoản 0922 919191. Ok, 9191. Đó, Nguyễn Hữu Khánh. Ok mà 849844. Ok, chốt xong. Đấy, anh em ơi. Đó. Đấy. Yeah, ok. Xong giờ em chốt đi. Nhận chưa báo anh. Chốt. Ok, đó. Nói chung thì ở server này thì như vậy thôi anh em ơi. Từ từ là Khải sâu đồ ông này luôn. Alo, alo, alo. Qua sâu đồ. Qua sâu đồ cái không? Tại sao Khải soi đồ cái người mua cái áo nhu tình này thì như thế nào nha anh em ơi? Không biết là phái gì và gì đây. Không biết là chơi phái gì, anh em đợi chút nha. Ok, trong thời gian chờ đợi Khánh Nguyễn chốt thì Don thì Khải chưa ok, chưa mặc được áo. Ok, hiện tại bây giờ thì Lão Nổ vừa mua nè. Anh này là có vẻ như là Thúy Yên, hiện tại đang có cho mình hạng 42. Thúy Yên nữ nha nè. Thúy Yên. Đó. Ôi hạng 42. Ôi Thúy Yên là hay Gió Đăng ta? Gió Đăng à? Hay Thúy Yên? Như là Thúy Yên. Như là Thúy Yên, theo bạn nghĩ là Thúy Yên. Ôi Gió Đăng. Gió Đăng em à. Gió Đăng cho 12. Ai chà chà, anh này Gió Đăng nha. Hiện tại đang sở hữu với mình nón làm chón 40 dòng 1. Vũ khí chón dòng 2. Hiện tại cái nón này chắc chắn sẽ kích được 2 dòng. Kháng hỏa và lại chón. Dây chuyền 14 này. Áo thì chuẩn bị mang áo nhu tình, kỹ năng cũng có một cấp vào rồi. Bao tay 540. Ngọc bội kháng hỏa 15. Cái này thì đủ móc chón rồi. Đủ móc chón rồi là mang cái này kháng hỏa 15. Nhẫn sinh lực và kháng lôi 19. Đai lưng kháng lôi 30 khá là chắc. Giày kháng lôi 30. Đồ hiếm sinh lực. Sinh lực hơi không có. Nhẫn sinh lực 153. Áo thì tính bằng áo nhu tình vào thì quá tuyệt vời rồi. Đó, nói chung thì set đồ này Gió Đăng anh em khá là ok đấy. Hiện tại Gió Đăng thì bỏ luôn cái phục hồi, chơi luôn áo nhu tình, cái này cũng có một cấp và kèm với cái vòng tranh trên đầu nữa là 2 cấp. Nếu có phi phòng nó sẽ là được 3 cấp kỹ năng anh em, sẽ được 3 cấp kỹ năng nha. Rồi, bao tay thì làm chậm 40. Đó, hiện tại tính ra set đồ này đang có cho mình 80 chón và 40 chậm anh em. Kháng thì cũng khá ok, Thì Gió Đan thì cứ khăn lôi với lại kháng hỏa thôi. Khăn lôi 19 này là ok em. Khăn lôi 19 nhẫn. Đã nhận 19 này, 30. Đó, cái này 30 nữa, 60, 79 khăn lôi. 79 khăn lôi và kèm với cái truyền kháng cả 14 nữa là 89, 89 và 4 dư ngoài nữa là 93 khăn lôi. Đặc này khăn lôi khá là đẹp. 30 này, 30 này, 60 này, 60 cái này là 79. 79 với cái này 14 nữa là 93, 93 khăn lôi và lượng kháng hỏa đang có với mình 14. 14 cái này 15 là 29. Đó, 29 kèm với giá trị kháng cả 10, kháng cả 14 thì sẽ được 39 và hiện tại kháng hỏa được 43. Chung là ạc này khá là ok rồi, ok. Sẽ đồ quá ok rồi. Rồi, nói chung thì anh em xem video này đừng quên ủng hộ cho Lão Nổ cũng như Duy Khải một like, chia sẻ, ủng hộ video nha em ơi. Video này Khải Trung Gian dùm cho Lão Hổ mua cái áo Nhu Tình và bên Khánh Nguyễn bán và Khánh Nguyễn chịu phí. Rồi, cảm ơn anh em, bye bye. Anh em nào cần Trung Gian cái gì cứ bên em Khải nha em ơi. Uy tín, chất lượng và nhanh gọn nha mọi người. Bye bye.